Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình Từ học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 của bài 8 Phần này tôi sẽ giới thiệu những cái phần từ mới còn lại của bài à, Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha Thứ nhất chúng ta có từ hứa Hứa âm hán Việt là hát Không thấy còn xuất hiện ở trong tiếng Việt của mình À, với từ này với nghĩa là uống và chúng ta có thêm một từ mở rộng nữa là chả chả là trà à, trà âm hán việt cũng là trà luôn chúng ta xem ví dụ bên dưới nè ní xì hoan hơ chả ma ní xì hoan hơ chả ma bạn thích uống trà không hěn xì hoan nì nó hỉnh xì hoan nì na. rất thích còn bạn thế nào ủa oh, bố thái xì hoan hơ chả bố thai xì hoan khơ xả, tôi không thích uống trà lắm à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nha lý xì hoan khơ trả makhấn xì hoan nhìn củaú thai Sì hoan khơ trả chúng ta xem cái phần gợi ý nè. thứ nhất là gợi ý về từ hơ À, uống thì phải dùng đến miệng cho nên là bên trái nó có bộ khẩu Và uống là khi trời nắng nóng Trời nắng nóng chúng ta rất cần uống nước Cho nên bên trên nó có bộ nhật Thì vẫn nhắc lại tức là mình tự nghĩ ra cái cách để nhớ thôi à, Chứ không phải là dựa theo các cái từ điển từ nguyên gì nhé Nếu các bạn cảm thấy mà chưa có thỏa mãn Thì có thể tra các cái từ điển từ nguyên khác Thứ hai ta có từ xả Xả là trà à, Bên trên là bộ thảo Bộ thảo là liên quan tới hoa cỏ và bên dưới là bộ mộc là cây và ở giữa là có chữ nhân là người. Như vậy tức là uh, nhân tại thảo mộc trung có nghĩa là người ở giữa cỏ với cây chính là từ trà đó. Ừ, chính là từ trà. Kế tiếp ta có từ uh, từ can. Can âm nói việc là chữ cán thì vẫn còn dùng, ví dụ như là ban cán sự nè, rồi cán bộ nè sẽ dùng từ này. À, mẫn cán dùng từ cán này với nghĩa là làm từ này nó khác với từ cho một chút à, từ cán này nó không có à, kết hợp rộng rãi được với các cái à, tân ngữ phía sau ví dụ như từ cho là làm thì có thể cho phan là à, nấu cơm làm cơm nè. cho dí phu là may quần áo nhưng từ can thì không thể nó chỉ kết hợp được một số các cái danh từ phía sau thôi à, chúng ta xem ví dụ bên dưới chín hoàn ni hoàn ni hoàn tức là nói tắt của chín hiên hoàn sang tối hôm nay bạn làm gì của cha cha sẽ xin của cha cha sẽ xin tôi ở nhà viết thư ni ni bạn không đi đến nhà bạn vương à chú can sa mò đến nhà của bạn ấy làm gì 今天是他生日，今天是他生日，今天是他生日。Hôm nay là sinh nhật của bạn ấy. Mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nào. Chuyến hoàn đi 干什么？ủa trai gia xin. 你不去小王家吗？去他家干什么？今天是他生日。 Thì chúng ta có thêm cái từ mới đó là từ sân rơ, sân là nằm trong từ sẽ sân, à, chữ sân là chữ sinh, sẽ sân là học sinh, rơ là chữ nhật, là ghép vô, sân rơ là sinh nhật tức là ngày sinh thôi. Cái tiếp nữa ta có từ khan, khan à, à, có vài cái nghĩa trước đây chúng ta cũng gặp rồi. À, gặp một cái nghĩa là xem gì đó Hôm nay chúng ta học lại các cái nghĩa nó đầy đủ cho thành một hệ thống. Ngoài việc là từ kháng là xem, khán giả là người xem, khán đài, khán giả. À, nghĩa thứ nhất là xem mà chúng ta tìm hiểu về nó một chút. Phần bên trên của từ này là cách viết của cái chữ thủ thủ là cái tay à, từ sổ thủ là cái tay. Bên dưới là bộ hoặc là chữ mục mục thì là mắt. Như vậy là dùng tay che lên phía trên của mắt Để không bị chói nắng để nhìn cho rõ tới cái hình nó chè bên trên cho đừng có bị chói nắng để nhìn cho rõ Đó là từ khan à, Ta có mở rộng là từ su à, Su âm nói việc là thư Có nghĩa là sách à, Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè Nỉ xì hoan khan su ma Phê sản xì hoan Nỉ xì hoan khan su ma sản xì hoan Bạn thích xem sách không? Cực <laughs> kỳ thích Cái tiếp nữa từ khan đó à, Với cái nghĩa thứ hai là thâm Từ này chúng ta cũng có gặp rồi à, Chúng ta xem các ví dụ bên dưới nè Miễn nền xe thiên Và truy mì của Miễn nền xe thiên Và truy mì của Mùa hè năm sau tôi <laughs> sẽ đi Mỹ Nì truy mì của Cho sầm mờ Nì truy mì của Cho sầm mờ bạn đi Mỹ làm gì ngay chỗ này từ xưa có thay đổi thành từ can được. Wo chu Tôi đi thăm bố mẹ. xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Miễn nén xa thiên, của. của cho papa mama. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới nữa. Số thiên thì suy nở. hôm qua bạn đi đâu vậy? Dù cơ lọc hưởng vô lại khăn của của mình suy hơi cà phê. Dù cơ lọc hưởng vô lại khăn của của mình suy hơi cà phê. Có một người bạn cũ đến thăm tôi. À, chúng tôi đi uống cà phê. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nào. Số thiên thì suy nở. À cưa lọcậng vô cưa đây ta giải thích dù cưa có nghĩa là vô ý cưa nhưng mà trong tiếng hoa ý là một có khi nó được lượt bỏ đi nó giảng lượt đi không cần nói cũng được như vậy là dù cưa phẫng vô ta sẽ hiểu là vô ý cưa lò phận vô dù ý cưa làẫ vô có một người bạn cũ đến thăm tôi Cái tiếp nữa cũng từ khan đó là chúng ta có một cái nghĩa khác là khám. À, khám nằm trong khám bệnh. Ví dụ nè, chúng ta có cái từ mở rộng là khan biên. Khan biên là khám bệnh. Chúng ta xem ví dụ. Nì dễ dễ nài nai sinh thị họ má. Nì dễ dễ nài nai sinh thị họ má. Ông bà nội của bạn có khỏe không? Wo dễ dễ sinh thị hình họ. Vô dễ dễ sinh thì hình họ Ông nội tôi rất khỏe Khởi sư vô nài nài sinh thì bố thai họ sư vô nài nài sinh thì bố họ Nhưng mà bà nội tôi thì không khỏe lắm Vô nài nài sinh thì bố thai họ Vô nài nài sinh thì bố thai họ Bà nội tôi sức khỏe cũng không tốt lắm Chỗ thiên thay dao suy khăn biên Chỗ thiên thay dao suy khăn biên Hôm qua bà phải đi khám bệnh

giao tiên chúng ta lưu ý ở, ở phía bên ngoài của từ tiên đó đó là bộ nạch thường chỉ những gì liên quan đến bệnh tật à, liên quan đến bệnh tật chúng ta xem các ví dụ bên dưới ta có từ phân phân cũng có vài nghĩa trong đó có một cái nghĩa điên hoặc là khùng việc là chữ phong đọc là phân ví dụ thì phân là ba suy <Sý> phân à, hoặc <what's> phân <up> à, ví dụ như ai đó có một cái hành động gì rất là kỳ lạ thì mình nói mày điên rồi à hay là bạn điên rồi à ai điên vậy tôi có điên đâu à, xin mời mọi người chúng ta đọc lại nha đi <Sý> phân ta ba sĩ phân à, hoặc phân Sĩ phân à, hoặc <what's> phân <up> hoặc là kế tiếp ở dưới nữa ta có từ tô tô À, âm hóa Việt là đậu, nó có cái nghĩa là bệnh đậu mùa Ở bên ngoài là bộ nạch, còn bên trong đó là cái chữ đậu Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen á à, Chữ đậu đó à, Nó dùng làm âm độc thôi Bên ngoài là thể hiện nghĩa Và kế tiếp nữa ta có từ dạng Dạng là ngứa, âm Hán Việt là dương à, Không thấy còn xuất hiện trong tiếng Việt à, Có nghĩa là ngứa Thì ở bên ngoài là thể hiện nghĩa Còn bên trong là chữ dạng là thể hiện âm độc thôi cái tiếp nữa ta có từ Tên sơ tên âm hán việt là điện thị thì điện nằm ở trong tên hoa là điện thoại điện đàm gì đó còn dùng rất nhiều điện tính à, âm hán việt còn dùng à, chữ thị cũng còn dùng ví dụ như là kỳ thị chẳng hạn à, kỳ thị thị là cái nhìn à, kỳ thị là có cái nghĩa là phân biệt trong cái nhìn phân biệt trong đối xử à, viễn thị cận thị đó chữ thị này đây từ sư với cái nghĩa là trong tiếng hát hiện đại là TV hoặc là truyền hình Ví dụ Hoàng sang thì sáng sang sáng Buổi tối bạn thường làm gì? Khan tên Khan, tên khan tên Xem TV khan tên là. Khan tên là. Bạn thích xem TV quá rồi đấy Bố khan tiên Bố khan tên sư, cho Không xem tivi thì biết làm gì Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Hoàn sang thì sáng cho sợ mà Khan tên sư Nì thay sỉ tên là khan cho Chúng ta lưu ý là bên trái của cái từ xưa, từ thị đó đó, nó có cái bộ kỳ cũng gọi có người gọi là bộ thị thì thường để chỉ những gì mà có liên quan đến thần linh hoặc là nó còn có một cái nghĩa khác nữa là báo cho biết hoặc là thông báo cho biết ví dụ chữ thần nó cũng có chữ này à, rồi cầu xin thần linh gì đó cũng có cái chữ này rồi tế tự gì đó cũng có cái chữ này à, đó là bộ thị liên quan đến thần linh khá nhiều Cái tiếp nữa ta có từ bao trợ bao trợ bao không là báo, âm hóa Việt là chữ báo, à, cũng là báo chí chữ báo đó, à, báo cáo cũng chữ báo đó, à, trựa là chỉ thì thấy nó không còn xuất hiện nhiều trong tiếng Việt, chỉ có thấy trong ngành ngân hàng nó có dùng cái từ chỉ tệ tức là tiền giấy. Thì bao trợ với cái nghĩa là báo hoặc là báo chí thôi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè, xeo quảng, nịt xuyên nởi

À, bố tôi muốn xem từ tên này chỉ đệm vào thôi không có nghĩa gì đâu xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nào Xèo nì xuyên à? bố tôi muốn xem từ này chỉ vào thôi không có nghĩa gì đâu ta à? xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nào <laughs> chúng ta lưu ý mở rộng là khi cần nói tên một cái tờ báo nào cụ thể thì chúng ta nói cái tên đó cộng với từ bao đằng sau thôi chứ không phải là bao trựa nha. Ví dụ như mình muốn nói là báo thanh niên thì mình nói là xin uh, nén bao. Chinh nén bao chứ không có nói là chinh nén bao trựa. Kế tiếp nữa ta có từ sĩ quan. Sĩ quan, ông nói việc là tập quán thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt. Vẫn còn dùng nhiều. Sĩ, ông nói việc là tập và quan. Không có việc là quán Thì nó có vài cái nghĩa à, Đầu tiên chúng ta tìm hiểu Nó là cái nghĩa là thói quen Nó là một danh từ à, Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè Xèo lín Ní mày thiên chào sang chỉ đen xì soạn Xèo lín Ní mày thiên chào sang Chí đen xì soạn Bạn Lâm à Mỗi buổi sáng Bạn thức dậy Lúc mấy giờ vậy Lưu tiền và dĩ tinh xì tiền và thoảng 6 giờ tôi nhất định thức dậy Liêu tiền xì thoảng Thay giàu là Liêu tiền xì thoảng Thay giàu là 6 giờ thức dậy à Sớm quá Ở đây là câu hỏi ngữ khí Liêu tiền xì thoảng không cần có ma Hay là ba hay là gì cả 6 giờ thức dậy à, Sớm quá Sư à Có dù ý cơ sĩ quan 是啊我有一个习惯问、啊、都有某个拖问喜欢早睡早起喜欢早睡早起呃、啊、特无声夜声。新闻某个中大共党呢小林每天早上你几点起床六点我一定起床。六点起床太早了。 是 tôi có một kế tiếp cũng từ sĩ sí quan đó, à, ta có một cái nghĩa khác là quen, giải thích rõ thêm ha, là quen tức là thích ứng với cái gì đó. ví dụ tôi quen với thời tiết ở Việt Nam rồi, tôi chưa quen à, các cái món ăn của Việt Nam. 6 giờ thức dậy sớm quá tôi không có quen. Đó là quen, nó quen là thích ứng với cái điều kiện gì đó Với cái vấn đề gì đó Còn ví dụ bạn có quen cái người đó không? Bạn có quen uh, ai làm việc ở ngân hàng không? Tức là quen biết thì chúng ta có từ khác Chúng ta lưu ý sự khác biệt đó Đọc là sĩ quan Xin mời mọi người chúng ta xem cái ví dụ bên dưới nè Nì sĩ quan trung của tờ thênh sĩ quan trung của tờ bạn đã quen thời tiết của Trung Quốc chưa vậy? Hải Bút Sĩ Quan Hải Bút Sĩ Quan vẫn chưa quen Chưa chỉ thêm thai rơ là Chưa chỉ thêm thai rơ là Mấy hôm nay nóng quá trời Chỉ thiên là mấy hôm, mấy ngày, chỉ là mấy Chưa chỉ thêm là mấy ngày nay hoặc là mấy hôm nay Tại những quốc gia giá quốc gia, hiện nay rơ bổ rơ. Trái niệm của giá xin Ở quốc gia của các bạn Hiện nay có nóng không? Của giá là quốc gia Xin Hiện nay là mùa hè Nhưng mà nó không có nóng lắm Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Nì sĩ quan Trung quan

tung thiên phế sáng lợn tung thiên phế sáng lợn mùa đông thì cực kỳ lạnh cái tiếp nữa ta có từ siêu si. siêu si. âm hán việt là hưu tức siêu à, là hưu mình hay nói nghỉ hưu á hoặc là hưu chiến đình chiến á. À, không chiến tranh nữa đó à, tạm dừng á. thì như vậy là hưu là nghĩ. mình hay nói nghĩ hưu hưu là nghĩ, nghĩ là hưu trong tiếng việt vẫn còn à, từ si là tức À, tức có nghĩa là cái hơi thở à, Không còn dùng nhiều lắm Nhưng mà bên nhà Phật có một cái phép thiền à, Đếm hơi thở gọi là sổ tức à, Sổ tức à, Từ siêu si này có nghĩa là nghỉ hoặc là nghỉ ngơi à, Nghỉ ngơi Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè Xèo quảng, ni sân thị, búa họ khủy cha siêu si <laughs> bà Xèo quảng, ni sân thị, búa họ khủy siêu si Uh, bạn Vương ơi, bạn không khỏe, uh, bạn về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi có một chút việc phải làm. Tôi còn một chút việc phải làm. 今天的事我就帮你做.今天的事我就帮你做. Việc hôm nay, uh, để tôi một việc phải làm. việc làm. Tôi làm. Tôi làm. Tôi làm. Na thay họ là tôi sẽ nghĩ là thế thì tốt quá tôi cảm ơn bạn nhiều nhé xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xào quán nhị sinh thì phú hậu hủy gia suy suy bà của hãy ý tiền sư bang na thay họ là tôi sẽ nghĩ là 回去好好休息吧，回去好好休休息吧，呃，回去了你về。Hào hào siêu xì, siêu xì là nghỉ ngơi Hào <laughs> hào có nghĩa là nghỉ ngơi cho khỏe à, Về nghỉ ngơi cho khỏe đi Chúng ta tìm hiểu xem từ hào hào có nghĩa là gì nào Hào là thanh ba Nhưng mà ở đây nó không đọc là hào hào Mà nó đọc là hào hào Tính, tính từ mà lặp lại á Thì cái nghĩa nó sẽ tăng lên và cái từ lặp lại phía sau đó, nó sẽ đọc thành thanh nhất mai mốt chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần này hò hò cái nghĩa gốc của nó có nghĩa là cố gắng hết lòng cố gắng hết mình như vậy nếu mà dịch khỏe uh, suy hò hò suy sĩ ba tức là có thể dịch là đi về cố gắng nghỉ ngơi nhé cũng được hoặc là về nghỉ ngơi cho khỏe nhé thì cũng được cái tiếp nữa ta có từ xèo sữa xèo sữa âm hắn Việt là tiểu thời uh, từ tiểu vẫn còn dùng nhiều và từ thời cũng còn dùng nhiều trong thời gian thời cuộc thời gian thời chiến thời bình rồi xèo sữa với cái nghĩa là tiếng hoặc là giờ đồng hồ một tiếng đồng hồ hoặc là một giờ đồng hồ đó như vậy là nếu chúng ta muốn nói nửa tiếng đồng hồ chúng ta nói là pan cơ xèo sữa pan là rưỡi hoặc là nửa pan cơ xèo sữa à, dĩ cơ xèo sữa là một tiếng đồng hồ Dĩ cơ ban xèo sữa là một tiếng rưỡi Lèn cơ xèo sữa là hai tiếng đồng hồ Chúng ta xem cái ví dụ bên dưới Xèo xe đi lại tối chiều lắm Xèo xe đi lại tối chiều lắm Bạn tạ bạn đến bao lâu rồi Tối chiều là bao lâu Hòa lại ban cơ xèo sữa là Hòa lại ban cơ xèo sữa là tôi đến nửa tiếng đồng hồ rồi Mời mọi người chúng ta cũng đọc lại một lần nữa nha. Ban cơ xèo sữa. Ý cơ xèo sữa. Ý cơ ban xèo sữa. Lẹng cơ xèo sữa. Xèo xe, nì lái tố chiều là. Ủa lái ban cơ xèo sữa là. Và đến đây xin kết thúc phần 2 trên 3 của bài 8 xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái clip này